giờ đi trên đầu mối. Hôm nay thì ở trên đấy người ta cũng cấm chung quanh hết, bán ở có ở trong chợ bán được ít thì là bảo thôi mua có ít thì ghé về đây mua ít thôi. Thì không biết giải quyết làm sao thì thôi bảo là các chú nhân nhượng cho bữa nay đi, thì là từ mai không ra đây nữa. Mấy chị tôi đứng trên đời tôi đã bán rồi, nói tôi chạy tôi đi kia nọ mà bắt tôi sao. Phải chi tôi nãy mà tôi vượt đèn đỏ tôi chạy luôn á thì tôi trái tôi đứng đèn đỏ lại mà tôi chờ đèn đỏ mà anh bắt tôi nó bắt sao thì đó này tôi đâu đứng đâu, anh thấy tôi đang chờ đèn đỏ tôi đi đèn đỏ mà chứ tôi đâu phải mà tôi đứng trên lề tôi bán cái gì đâu, anh thấy đồng cảm được chuyện đó chứ. Chợ này là nó nằm ở khu vực cả từ đường Lê Văn Thọ và đường Phạm Chiêu, nó là khu vực giáp danh của bốn phường. Tiểu thương người ta ở khắp nơi người ta về đây người ta buôn bán, và cái giờ buôn bán là từ khoảng tầm 1-2 giờ sáng cho đến 5-6 giờ sáng. Trước mắt là xử lý về vấn đề vi phạm quy định về lòng đường thì đối với xe lớn tôi thì tụ, còn đối với hành vi là chúng tôi xử phạt bởi vì là buôn bán hàng hóa dưới lòng đường đô thị Hà Phố, số tiền mức phạt trung bình là 2,5 triệu đồng. Khi mà đi xử lý chúng tôi cũng giải thích đề nghị người dân là phải chia sẻ thông cảm và cũng như là phải tự chủ động, tự có ý thức. Rồi sau khi đã được giải thích vậy thì chúng tôi vẫn phải xử lý thôi để đảm bảo công tác phòng chống dịch.